chấn động. Thần tài Ban Lộc lớn, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đắc tài đắc lộc, đúng trong 3 ngày vàng cuối tháng 10 âm lịch 2024, trúng lớn liên tiếp, giàu sang chạm nóc, tiền tiêu 3 đời không hết. Chào mừng quý anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, hy vọng quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và đón nhận thật nhiều may mắn trong tháng 10 âm lịch này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng thú vị và đầy triển vọng, vận trình của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch. Đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng, khi vận may có thể thay đổi cuộc sống, mở ra những cơ hội mới mẻ và thịnh vượng. Và đặc biệt trong giai đoạn này, có 3 ngày đại lộc được dự báo sẽ mang đến những vận may lớn, giúp những người tuổi Mậu Ngọ bước vào một chu kỳ phát tài, phát lộc không thể bỏ lỡ. Là những người sinh vào năm Mậu Ngọ, quý vị đã mang trong mình một sự mạnh mẽ, kiên cường và dám nghĩ dám làm. Nhưng vận mệnh có những thời điểm đặc biệt, nơi cơ hội và tài lộc sẽ đến gõ cửa, và tháng 10 âm lịch này chính là lúc mà vận khí có thể thay đổi mạnh mẽ. Liệu trong 3 ngày đại lộc ấy, quý vị có thể đón nhận những thành quả xứng đáng là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ hay không? Cùng tìm hiểu chi tiết về những ngày may mắn, những dấu hiệu cần lưu ý và cách thức nắm bắt thời vận này để có thể thành công và thịnh vượng trong thời gian sắp tới. Hãy cùng khám phá để quý vị có thể sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp từ vũ trụ, nắm bắt thời cơ và mở rộng cơ hội cho bản thân. Cùng theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trên con đường thịnh vượng và phát triển của mình quý vị nhé. Thần tài Ban Lộc lớn, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đắc tài đắc lộc, 3 ngày vàng trúng lớn liên tiếp, giàu sang chạm nóc, tiền tiêu 3 đời không hết. Kính chào quý anh chị tuổi Mậu Ngọ 1978, những người luôn mang trong mình sự kiên cường và bản lĩnh vượt qua bao thử thách trong cuộc sống. Thời gian qua, có thể quý vị đã phải đối mặt với không ít khó khăn, lo toan từ công việc cho đến những áp lực trong cuộc sống thường nhật. Những lúc như vậy, có thể quý vị cảm thấy mệt mỏi, mất phương hướng, nhưng đừng lo lắng, vì vũ trụ luôn có những cơ hội mới mẻ đang chờ đón. Tử vi tháng này mang đến một tín hiệu rất đáng mừng cho tuổi Mậu Ngọ. Trong 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vận may sẽ chính thức gõ cửa, mang đến cho quý anh chị những cơ hội tài lộc và thành công mà trước đó có thể tưởng chừng như xa vời. Đây là thời điểm không thể bỏ qua để quý vị có thể thu hoạch những gì mình đã gieo trồng bấy lâu nay. Điều đặc biệt trong giai đoạn này chính là sự xuất hiện của 3 ngày đại lộc, những ngày đặc biệt mà tử vi cho rằng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp và tài chính của tuổi Mậu Ngọ. 3 ngày này không chỉ là dịp để quý vị nắm bắt cơ hội làm giàu, mà còn là thời điểm để mở rộng mối quan hệ, nhận được sự hỗ trợ từ người khác, giúp cuộc sống thêm phần thịnh vượng và hạnh phúc. Vậy, làm thế nào để quý vị có thể tận dụng tối đa vận may trong 3 ngày đại lộc này? Những cơ hội nào sẽ xuất hiện và chúng ta cần chuẩn bị những gì để đón nhận tài lộc? Hãy cùng khám phá chi tiết hơn về những thay đổi sắp tới, để từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, thay đổi vận mệnh và đón nhận một cuộc sống đầy đủ và viên mãn hơn. Hãy theo dõi, vì những thông tin tiếp theo sẽ giúp quý anh chị tuổi Mậu Ngọ nắm bắt vận may một cách hiệu quả, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong những ngày đặc biệt này. Tổng quan về công việc và sự nghiệp. Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của quý anh chị tuổi Mậu Ngọ sẽ bắt đầu có những thay đổi tích cực rõ rệt, mang đến những cơ hội vàng để phát triển sự nghiệp. Đây là một thời điểm tuyệt vời để quý vị cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong công việc, khi những khó khăn trước đó như những núi đá lớn dần được xua tan, nhường chỗ cho sự thuận lợi và may mắn. Đối với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, đây chính là giai đoạn quý anh chị sẽ nhận thấy những điều tưởng chừng như khó khăn, bế tắc dần dần được tháo gỡ, những vấn đề phức tạp trước đây sẽ trở nên đơn giản hơn, các mối quan hệ trong công việc cũng trở nên hòa hợp và suôn sẻ hơn. Sự chăm chỉ, nỗ lực và tận tâm trong công việc của quý anh chị sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Chính những công lao âm thầm bấy lâu nay của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc những phần thưởng bất ngờ. Có thể là một dự án quan trọng, một chức vụ mới hoặc một khoản thưởng xứng đáng. Đây là thời điểm để quý vị phát huy hết khả năng và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đối với những anh chị đang theo đuổi con đường kinh doanh hay đầu tư, 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến cho quý vị một vận hội lớn. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, đây là thời điểm vàng để mở rộng quy mô, thử sức với những dự án mới mẻ hoặc tìm kiếm các cơ hội hợp tác, vận may đang rất gần. Đặc biệt là khi quý anh chị mở rộng mối quan hệ,
kết nối với những người có tiềm năng hợp tác, những giao dịch, thương vụ trong giai đoạn này rất dễ dàng mang lại lợi nhuận cao, thậm chí có thể vượt qua kỳ vọng ban đầu. Đặc biệt, nếu quý anh chị đang có dự định ký kết hợp đồng quan trọng hoặc thực hiện các giao dịch lớn, đừng bỏ qua cơ hội này. Đây là thời điểm lý tưởng để đặt bút ký kết những thỏa thuận, giao dịch sẽ mang lại kết quả như mong đợi. Dù là hợp tác lâu dài hay những giao dịch mang tính chất đột phá, vận khí của tuổi Mậu Ngọ trong những ngày này sẽ thúc đẩy tất cả diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Vì vậy, hãy tự tin và mạnh dạn bước tới, tận dụng tối đa cơ hội này để gặt hái những thành công lớn lao trong công việc và sự nghiệp. Vận may đang đứng bên cạnh quý vị, hãy nắm bắt để đón nhận một tương lai thịnh vượng và đầy triển vọng. Về phương diện sức khỏe, thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ, bên cạnh việc tận hưởng những cơ hội phát triển trong công việc và tài lộc, sức khỏe cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Thời điểm chuyển mùa đang đến gần và những thay đổi của thời tiết có thể khiến cơ thể của quý vị dễ bị ảnh hưởng, nhất là các vấn đề về hệ hô hấp và tiêu hóa. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe trong thời gian này là điều không thể xem nhẹ. Khi khí hậu thay đổi, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ có xu hướng suy yếu và những căn bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho hay viêm họng rất dễ xảy ra. Để bảo vệ sức khỏe, quý anh chị hãy chú trọng đến chế độ ăn uống hợp lý và bổ sung đầy đủ các vitamin cần thiết, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng. Hãy tránh xa những món ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào, vì chúng có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa và khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Không chỉ vậy, trong những ngày này, quý anh chị cũng nên chú ý đến việc giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ mỗi ngày hay tập yoga sẽ là những lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe ổn định. Những bài tập nhẹ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất, mà còn làm giảm căng thẳng, giúp tinh thần luôn thoải mái, tươi mới. Hơn nữa, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Trong những ngày đại lộc sắp tới, hãy luôn giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ và tích cực. Một tâm hồn nhẹ nhàng, an lạc sẽ giúp quý anh chị không chỉ duy trì được sức khỏe, mà còn thu hút thêm tài lộc, may mắn đến gần. Hãy nhớ rằng, khi tâm trạng bạn thư thái, mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông hơn. Vì vậy, trong những ngày may mắn này, hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến. Quý anh chị, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, là nền tảng vững chắc cho mọi thành công. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, để không chỉ vượt qua những thử thách trong cuộc sống, mà còn tận hưởng trọn vẹn những may mắn và cơ hội mà vũ trụ mang lại. Về phương diện gia đạo và tình cảm, quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí gia đạo của quý vị sẽ có những biến chuyển vô cùng tích cực, mang đến một không khí hòa thuận, ấm cúng và tràn đầy yêu thương. Đây là thời điểm mà sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Những phút giây sum vầy, những cuộc trò chuyện thân mật và những bữa cơm đầm ấm sẽ là cầu nối tuyệt vời giúp tình cảm giữa mọi người ngày càng thêm gắn bó, thấu hiểu. Trong cuộc sống hối hả với công việc và các mối lo toan, nhiều khi chúng ta quên đi giá trị của những khoảnh khắc quây quần bên gia đình. Nhưng trong thời gian này, quý anh chị sẽ cảm nhận rõ rệt rằng tình yêu thương gia đình chính là sức mạnh lớn lao, là nguồn động lực vô hình giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện đời thường, lắng nghe những tâm sự của các thành viên trong gia đình và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh đó, quý anh chị tuổi Mậu Ngọ có thể đón nhận những tin vui từ con cháu hoặc người thân trong gia đình. Có thể là thành tích học tập xuất sắc của các cháu hoặc những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của người thân. Thậm chí là những tin vui về các dịp lễ hội, đám cưới hay những cột mốc quan trọng khác trong cuộc sống gia đình. Những tin mừng này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là minh chứng cho sự phúc đức và hạnh phúc trong gia đình quý anh chị. Trong giai đoạn này, tình yêu thương và sự quan tâm của quý anh chị sẽ là yếu tố quyết định giúp gia đình thêm phần vững chãi và hòa hợp. Những cử chỉ quan tâm, sự lắng nghe và những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ góp phần tạo nên một bầu không khí gia đình ấm cúng, nơi mỗi thành viên cảm nhận được sự yêu thương và tôn trọng. Chính vì vậy, đừng ngần ngại dành những phút giây quý báu của mình để chăm sóc, sẻ chia và nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Khi gia đình hạnh phúc và hòa thuận, quý anh chị sẽ cảm nhận được một sức mạnh tinh thần vô cùng lớn lao, giúp cuộc sống thêm tươi đẹp và trọn vẹn. 3 ngày đại lộc cơ hội phát tài, phát lộc. Trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này,
vận may sẽ mỉm cười với người tuổi Mậu Ngọ, mang đến 3 ngày đại lộc đặc biệt, 3 ngày mà tài vận của quý anh chị sẽ dương lên tột đỉnh, mở ra những cơ hội vàng để phát tài, phát lộc. Đây chính là những ngày mà mọi nỗ lực, mọi quyết định và mọi kế hoạch sẽ được đền đáp xứng đáng. Các ngày này không chỉ là thời điểm vàng để gia tăng thu nhập mà còn là cơ hội để củng cố nền tảng tài chính, mở rộng mối quan hệ và tiến gần hơn đến thành công rực rỡ. Hãy cùng khám phá chi tiết từng ngày đại lộc để quý anh chị có thể tận dụng tối đa vận may trong những ngày này. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, cánh cửa tài lộc mở rộng. Ngày 28 tháng 10 âm lịch sẽ mở ra một cánh cửa tài lộc rực rỡ, mang đến một ngày đầy hứa hẹn và tươi sáng cho người tuổi Mậu Ngọ. Đây là thời điểm quan trọng, đặc biệt trong các giao dịch tài chính, đàm phán hợp đồng và các quyết định đầu tư. Nếu quý anh chị đang chờ đợi một cơ hội lớn để phát triển tài chính, thì ngày này chính là thời điểm vàng để hành động. Với những người tuổi Mậu Ngọ, tài vận sẽ đến một cách bất ngờ nhưng đầy may mắn vào ngày này. Nếu quý anh chị đang trong quá trình thương thảo hợp đồng, đàm phán với đối tác hay chuẩn bị ký kết những thỏa thuận quan trọng, ngày 28 là thời điểm lý tưởng để tiến hành. Các cuộc giao dịch sẽ diễn ra thuận lợi và những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, thậm chí vượt xa mong đợi. Đặc biệt, nếu quý anh chị đã có những dự án đầu tư dài hạn hoặc những kế hoạch tài chính lớn đang chờ đợi một bước đi quyết định, đây chính là lúc để tiến hành dự án mà quý anh chị triển khai vào ngày này có khả năng mang lại những khoản lợi nhuận lớn, giúp gia tăng tài sản cá nhân hoặc củng cố nền tảng tài chính cho doanh nghiệp. Đối với những ai đang tìm kiếm sự ổn định về tài chính, ngày 28 là cơ hội hiếm hoi để thu về thành quả xứng đáng từ những nỗ lực đã bỏ ra. Không chỉ trong giao dịch tài chính, ngày này còn mang đến cơ hội gặp gỡ những đối tác chiến lược, những người sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy trong con đường kinh doanh lâu dài của quý anh chị. Mối quan hệ hợp tác này sẽ là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa mới, giúp quý anh chị phát triển bền vững và vươn xa hơn trong tương lai. Đây là lúc quý anh chị cần tận dụng cơ hội để củng cố các mối quan hệ trong công việc, xây dựng nền tảng vững chắc cho các dự án lớn và tạo dựng những bước đệm cần thiết cho sự thành công lâu dài. Ngày 28 tháng 10 cũng là ngày để mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới. Từ đó, không chỉ gia tăng tài sản mà còn tạo dựng một mạng lưới vững mạnh, giúp quý anh chị tiến lên trong sự nghiệp và cuộc sống. Tất cả những nỗ lực và quyết định đưa ra vào ngày này đều sẽ mang lại kết quả khả quan, giúp quý anh chị mở rộng tầm nhìn và mở ra những cơ hội phát triển vô cùng quý giá. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ đừng bỏ lỡ ngày đại lộc này, hãy nắm bắt ngay thời điểm để thực hiện những dự định và kế hoạch của mình, để mỗi bước đi đều dẫn đến thành công rực rỡ. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, vận may tăng trưởng, lợi nhuận tăng cao. Tiếp nối đà may mắn và tài lộc là ngày 29 tháng 10 âm lịch chính thức đánh dấu một trong những ngày đại lộc mạnh mẽ và rực rỡ nhất trong tháng 10 âm lịch. Đây không chỉ là thời điểm tài vận của người tuổi Mậu Ngọ đạt đỉnh, mà còn là lúc mọi nỗ lực đầu tư và kinh doanh sẽ đơm hoa kết trái, đem lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Trong ngày này, các khoản lợi nhuận từ những dự án đầu tư trước đó sẽ gia tăng mạnh mẽ, mang lại một làn sóng tài chính mới cho quý anh chị. Những công việc, dự án đã lên kế hoạch từ lâu, nay sẽ bắt đầu đổ về những khoản thu nhập bất ngờ, củng cố vững chắc nền tài chính cá nhân hoặc giúp nâng cao doanh thu cho các doanh nghiệp. Nếu quý anh chị đang tìm kiếm sự ổn định tài chính lâu dài, ngày 29 chính là lúc để tận dụng những thành quả từ các quyết định đầu tư trước đó. Những khoản thu nhập ngoài dự tính trong ngày này sẽ giúp quý anh chị xây dựng một tài chính vững vàng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai thịnh vượng. Đặc biệt, nếu quý anh chị đang có dự định mở rộng quy mô kinh doanh hay thử sức với các dự án mới, thì ngày 29 tháng 10 âm lịch chính là thời điểm vàng không thể bỏ qua. Đây là cơ hội hoàn hảo để thực hiện những bước đi táo bạo và mạo hiểm, đầu tư vào những dự án tiềm năng, bởi vì vận may sẽ theo sát quý anh chị trong suốt ngày này. Những quyết định đầu tư vào ngày hôm nay sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận lớn mà còn có thể dẫn đến sự bứt phá đáng kể, mở rộng thêm các cơ hội kinh doanh và làm ăn lâu dài. Vận may không chỉ đơn thuần đến từ những giao dịch tài chính lớn mà còn từ những cơ hội hợp tác, những mối quan hệ quý giá mà quý anh chị có thể gặp gỡ trong ngày này. Mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác tiềm năng sẽ mở ra cánh cửa cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Các cơ hội này không chỉ giúp tăng trưởng tài chính mà còn củng cố các mối quan hệ trong công việc, xây dựng những bước đệm vững chắc cho sự thịnh vượng trong tương lai.
Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ đừng để cơ hội này dụt mất, hãy tận dụng mọi thời cơ trong ngày 29 tháng 10 âm lịch để đưa những dự định, kế hoạch của mình thành hiện thực, dù là những quyết định lớn hay nhỏ, hãy hành động dứt khoát và tự tin, vì ngày hôm nay mang lại vận may cực lớn, giúp quý anh chị không chỉ đạt được thành công tài chính, mà còn tạo dựng được một tương lai thịnh vượng và đầy hứa hẹn. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao của tài lộc và thành công. Ngày 30 tháng 10 âm lịch không chỉ là ngày cuối cùng của chuỗi 3 ngày đại lộc, mà còn là đỉnh cao của tài lộc và thành công trong tháng này. Đây chính là thời điểm cực kỳ quan trọng, mang đến những cơ hội vô cùng quý giá và hiếm có, mở ra một cánh cửa tài lộc đầy hứa hẹn cho người tuổi Mậu Ngọ. Nếu trong suốt tháng 10, quý anh chị đã chuẩn bị các kế hoạch lớn hoặc đang ấp ủ những dự định dài hạn trong công việc, đầu tư hay kinh doanh, thì ngày 39 là thời điểm lý tưởng để thực hiện tất cả. Mọi nỗ lực của quý anh chị sẽ được đền đáp xứng đáng và thành công sẽ đến như một điều hiển nhiên. Đặc biệt trong ngày này, quý anh chị sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ từ quý nhân. Những người xuất hiện trong ngày hôm nay có thể chính là những đối tác, cộng sự hay những người bạn đồng hành tiềm năng trong công việc, mang lại những cơ hội giúp quý anh chị vượt qua mọi thử thách. Họ sẽ giúp mở ra những cánh cửa mới, giải quyết những khó khăn và thắc mắc trong công việc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Đây chính là cơ hội để củng cố các mối quan hệ quan trọng trong công việc, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Về mặt tài chính, ngày 30 tháng 10 hứa hẹn sẽ mang lại một nguồn tài lộc dồi dào và bền vững. Những dự án, hợp đồng hay giao dịch quan trọng được thực hiện vào ngày này sẽ dễ dàng mang lại kết quả tốt đẹp, thậm chí là lợi nhuận vượt xa sự mong đợi. Nếu quý anh chị đang có kế hoạch đầu tư lâu dài, đây chính là thời điểm vàng để đưa ra quyết định và triển khai. Tất cả những quyết định trong ngày hôm nay sẽ được tài vận hậu thuẫn, giúp quý anh chị gặt hái thành quả lớn lao trong tương lai. Ngày 30 cũng không chỉ có lợi về tài chính mà còn về mặt mối quan hệ. Quý anh chị sẽ dễ dàng thu hút những người bạn đồng hành đáng tin cậy, những người sẽ cùng quý anh chị chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển. Những mối quan hệ này không chỉ mang đến lợi ích trong công việc mà còn giúp quý anh chị xây dựng được một hệ sinh thái hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Đây là thời điểm lý tưởng để tạo dựng những liên kết vững chắc, từ đó tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với tất cả những cơ hội tài lộc và mối quan hệ đang mở ra, ngày 30 tháng 10 âm lịch chính là lúc để quý anh chị thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ và tự tin trong mọi hành động. Hãy đón nhận vận may này với tâm thế sẵn sàng và hãy tin rằng mỗi bước đi của quý anh chị sẽ đưa đến thành công và tài lộc bền vững, không chỉ trong tháng 10 mà còn lâu dài về sau. Hãy nắm bắt cơ hội này, vì ngày hôm nay là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp và tài chính của quý anh chị. Thưa quý vị, đời người quá ngắn ngủi, rất nhiều việc là không thể chờ đợi, nên biết rằng quá khứ đã qua đi, dù huy hoàng hay bi đát thì cũng không thể quay trở lại nữa. Thời gian mà chúng ta đã lãng phí thật sự cũng không còn nhiều nữa. Những năm tháng còn lại đừng so đo, đừng chần chừ, thôi đi hoài niệm. Tạm biệt chuyện cũ đã qua, tin rằng tất cả đều là an bài tốt nhất. Học được buông bỏ, tương lai càng thêm nhẹ nhõm, cuộc sống càng thêm sắc màu. Vậy buông bỏ là gì? Buông bỏ chính là đối với chuyện quá khứ hãy thôi hoài niệm. Đối với người đã cất bước ra đi, thôi đừng níu kéo. Đối với việc không làm được, thôi đừng tự trách. Đối với thứ không đạt được, thôi đừng lưu luyến. Buông bỏ là tự có trách nhiệm với chính mình, là biết tôn trọng người, là nhìn thấu mọi việc. Buông bỏ không phải là yếu đuối mà là thông suốt, không phải là hồ đồ mà là đã hiểu ra chúng ta tại sao phải sống mệt mỏi như vậy. Bởi vì trong nội tâm chất chứa quá nhiều những thứ vụn vặt không đáng, có một số việc làm cho chúng ta hối hận rồi bất lực. Có vài người chúng ta không chịu buông tay để rồi đường ai nấy đi. Có nhiều thứ chúng ta truy cầu lại không thể chạm đến. Tấm lòng rộng rãi mới thấy được cầu dòng sau mưa, quần áo nhẹ nhàng mới đi được nhẹ nhõm. Trong chuyện tình cảm, thế nào cũng có hợp và tan. Trong đường đời, nhất định rồi cũng có đến có đi. Mưa gió không phải là trắc trở mà là tôi luyện. Đau thương không phải là thống khổ mà là vui vẻ. Buông bỏ là tạm biệt những điều không hay, chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến. Buông bỏ là tha thứ cho sai lầm của người khác, bao dung cho khuyết điểm của người khác. Buông bỏ là nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi lung tung, không canh cánh trong lòng u hoài, chỉ làm cho bạn thêm rối loạn, phẫn nộ, bất an, u hoài, làm mất đi sự vui vẻ, chỉ làm cuộc sống thêm buồn rầu.
Cho nên, buông bỏ lựa một lựa chọn vui vẻ và hạnh phúc. Buông bỏ là một loại quên, quên đi phiền não và yêu thương. Buông bỏ là một loại dũng khí, tạm biệt quá khứ đau thương. Không dây dưa, không oán giận, cố gắng sống thật tốt những ngày còn lại. Buông bỏ chính là nghe theo sự an bài của ông trời. Cái gì thuộc về mình thì giữ gìn chân quý. Cái gì không phải của mình thì không tranh giành. Cái gì đến sẽ đến, không né tránh. Nên đi thì cứ để đi, không níu kéo, thuận theo tự nhiên, chấp nhận tất cả an bài. Nhiều khi chúng ta nhận ra có một số việc, có một số người mà chúng ta tiến thêm một bước thì không được, lùi lại một bước thì không nỡ. Chỉ muốn nói với bạn là nhất định phải học được cách buông bỏ. Buông bỏ chính là bỏ đi người không đáng, buông đi những việc vô nghĩa. Buông bỏ chính là quên đi những việc không vui, quên đi những người không tốt. Buông bỏ là xem nhẹ tài giận, xem nhẹ tình cảm đã mất, nhân sinh. Không có gì là không thể buông xuống được, buông xuống mới lại có được thêm lần nữa. Nếu đường đi không thuận lợi, vậy hãy đổi một hướng đi khác. Lúc suy nghĩ quá rắc rối, hãy đổi một giác độ khác. Kết giao nhầm người, vậy hãy đổi một người khác. Không nên vì một sự việc mà mãi day dứt, hãy cởi nút thắt giải thoát cho tâm mình. Không nên vì một chút tình cảm mà day dứt mãi không thôi, hãy cởi trói cho chính mình. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Buông đi dối trá mới nhận lại được chân tình, quên đi đau thương mới giữ lại được những điều mỹ hảo. Đời người bao nhiêu việc, việc gì cũng có thể nhiễu loạn nhân tâm. Chỉ có buông bỏ mới có thể xem nhẹ, chỉ có xem nhẹ mới có thể thông suốt, chỉ có thông suốt mới có thể biết đủ, chỉ có biết đủ mới có thể hạnh phúc. Học được cách buông bỏ cũng giảm được sự bất mãn. Nếu bạn có thể buông bỏ, vậy cũng sẽ không phàn nàn nữa. Buông bỏ liệu có tốt không? Một người biết buông bỏ, trong tâm sẽ không có áp lực, cảm xúc sẽ không bị tiêu cực, miệng luôn hé môi cười, vượt qua đau thương tỏa sáng suốt chặng đường còn lại. Làm gì cũng cảm thấy có hứng thú, làm cái gì cũng có sức sống, nói cái gì cũng vui vẻ. Tâm buông bỏ sẽ tĩnh lặng, người buông bỏ sẽ bình yên. Không vì việc vặt mà phiền não, bất hòa, không so đo với tiểu nhân. Dùng thời gian đó đi làm những việc có ý nghĩa, yêu thương những người xứng đáng. Sống trên đời hãy cứ đơn giản, tỉa bớt cành lá xung quanh, giữ tâm thoải mái, luôn hướng về phía trước. Học được buông bỏ rồi, với chuyện đã qua nhẹ nhàng nói câu vĩnh biệt. Học được buông bỏ rồi, đối với người cũ chân thành nói lời chúc phúc. Học được buông bỏ rồi sẽ thấy tất cả đều là an bài tốt nhất. Phong cảnh đẹp nhất không phải là trước mắt mà là trong lòng. Tình cảm ấm áp nhất không phải bề ngoài mà là ẩn sâu trong tâm hồn. Miền tích đức giận thế dễ được, duyên lành phúc báo đều từ đức mà ra. Có người tình cảm trắc trở, tài giận không thông, trăm sự đều gian truân, lòng phiền muộn, ngôn từ hỗn loạn. Không chú trọng khẩu đức mà không biết rằng, ngoài miệng không tích đức, nặng lời với người cũng là tự tổn hại phúc báo của chính mình. Có người nói, tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc đức được. Kỳ thực hãy nhớ rằng, tạo khẩu nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến phúc báo. Một người có mệnh tốt hay không thầy đều nhìn xem người đó có hay không nhiều khẩu đức. 1. Duyên lành, thiện báo, phúc lộc. Giận thế trên thế gian đều được sinh ra từ chữ đức. Cổ nhân có câu, buông lời cay độc 6 tháng hàn, một lời lương thiện ấm mùa đông, một câu nói vô tình có thể nở hoa hồng, cũng có thể đâm gai độc. Vì vậy hà cớ gì phải tổn thương người khác. Lời trách móc nặng nề chẳng khác gì đao kiếm, đâm một nhát tổn hại nhân tâm nào thua kém nỗi đau xác thịt. Một khi đã gây ra lỗi lầm, dù về sau có hối hận mà xin lỗi thì chuyện cũng muộn. Vết thương lòng kia đã thành vết sẹo vĩnh viễn không phai nhạt. 2. Cho dù không có ác ý, chỉ là ngoài miệng chua ngoa cũng làm tổn thương người như nhau. Tâm tốt mà lời nói bất hảo thì đích thị là người xấu. Lên tiếng của mắng không những hại người mà còn mất đức hại thân. Miệng tu đức chính tức là tự tu chính bản thân, cuồn cuộn chính khí. Khắp thân tràn đầy chính nghĩa thì vận may, điều tốt lành sẽ kéo đến. Miệng tích đức, vận thế sẽ tốt, đường đời thẳng tắp, công danh sáng lạng, đỡ phải dòng do, sớm ngày thành tựu. 3. Đời người cần phải. 1. Học cách đối nhân xử thế, khiến người dễ chịu. 2. Học cách làm người ta cảm động, ác ngữ tổn thương người, lời đẹp lắm điều hay, làm việc không nên quá hà khắc, tâm xuất ra đừng nên nham hiểm, không nói điều sằng bậy, tránh xa những lộng ngữ thị phi, bỏ ngoài tai những lời cay độc, tu tâm dưỡng tính có ảnh hưởng rất nhiều đến vận thế. 4. Người quân tử ngôn từ cẩn thận, nói là làm. Người kém thông minh thường nói sằng bậy, kẻ dối trá hay nói lung tung,
không cần mà cứ mãi nói thì thật lắm lời. Bàn thảo vấn đề mà chỉ nói chung chung không tường tận cuối cùng chỉ là nói mò, thiếu thực tế. Người quân tử chỉ cần một lời trung thực cũng đủ thấu xương tủy, ấm lòng người. Toàn trách tất ôm hận về sau, hay nói xấu người sau lưng thì thù hận mãi không dơi, đó là hành động của tiểu nhân. 5. Bậc trí giả ít khi nhiều lời, nói càng nhiều càng dễ sinh tai họa. Nói lời mà không có đạo lý chi bằng không nói, lời không đạo lý tất sẽ tạo thị phi. Một lần xuất ngôn hồ đồ, hậu quả tạo ra sẽ không bao giờ có thể cứu vãn. Dù mai sau có giật mình tỉnh ngộ giải thích thì sự cũng đã rồi. Trò chuyện thân thiện, thoải mái sẽ khiến người khác dễ chịu, họ sẽ thích ở bên bạn, nhờ đó mà kết giao bạn bè, gặp kỳ ngộ, kết lương duyên, mọi quan hệ xã hội đều trở nên dễ dàng. Ta tốt với người, người tốt với ta, làm được như vậy chính là đang thay đổi vận khí của mình trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Chung quy lại, hành thiện, tích đức tất sẽ có phúc báo. Vậy là trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch, được gọi là 3 ngày đại lộc, ngày 29, 29 và 30 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sẽ có cơ hội đón nhận những vận may trời ban, mở ra những cánh cửa tài lộc vô cùng rộng mở. Đây không chỉ là những ngày mang đến cơ hội phát tài, mà còn là dịp để quý anh chị khẳng định được bản lĩnh và sự sáng suốt trong các quyết định quan trọng, dù là trong công việc, đầu tư hay các kế hoạch lớn trong cuộc sống. Vận may sẽ luôn song hành cùng quý anh chị, giúp các dự án, kế hoạch trở thành hiện thực với những kết quả ngoài mong đợi. Để nắm bắt được những cơ hội này, một tâm lý lạc quan và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là chìa khóa để mở ra những cánh cửa tài chính thịnh vượng. Khi đối diện với cơ hội, hãy tin vào khả năng của chính mình và đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Anh chị tuổi Mậu Ngọ sẽ không chỉ đạt được thành công về tài chính, mà còn có thể xây dựng được nền tảng vững chắc cho một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn, với sự ổn định và thịnh vượng lâu dài. Kênh Minh Đường Tử Vi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và những dự đoán chính xác về vận mệnh của các tuổi trong năm tới. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ luôn đón nhận những điều tốt lành và may mắn trong cuộc sống và mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ là nguồn động viên, là kim chỉ nam giúp quý anh chị có những bước đi vững vàng hơn trong tương lai. Kính chúc quý vị tuổi Mậu Ngọ sẽ luôn gặp bình an, may mắn và đạt được tất cả những ước mơ, hoài bão của mình. Chúc mọi dự định trong tương lai của quý anh chị đều gặt hái được thành công và tài lộc dồi dào. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.